Giảm đi, lần sau chị quay lại chị mua nữa. Dạ không được đâu ạ, cái này là giá tốt nhất của bên em rồi đấy. Dạ không biết là chị đã xem trước sản phẩm nào của bên em chưa ạ? Chị chưa, chị muốn xem mấy mẫu khăn lụa nhỏ quàng cổ ấy. Mà hình như mấy cái này không phải nhở? À ý chị là khăn lụa vuông ạ? Đúng rồi, khăn lụa vuông. À vâng, khăn lụa vuông ở phía bên kia, em mời chị sang bên này để xem nhá. Ừ. Dạ các mẫu khăn lụa vuông ở phía trên này đây chị ạ. Không biết là chị đang muốn mua quà tặng ai để em tư vấn mẫu cho phù hợp ạ? Chị chọn quà sinh nhật tặng sếp. Sếp chị hay mặc mấy trang phục công sở thanh lịch, sang trọng ấy, nên chị nghĩ tặng khăn lụa vuông thì ok. À vâng, em thấy chị chọn như thế là thích hợp đấy ạ. Không biết là chị đang muốn mua trong ngân sách bao nhiêu tiền ạ? Tầm 1 triệu. À vậy thì mình có thể chọn những cái mẫu khăn lụa vuông vẽ trên này ạ. Em có hai kích thước là size 85-85 như thế này thì giá là 990.000, hoặc là những cái khăn size 70-70 như thế này giá là 800.000 ạ. Ừ, cái này là khăn 70-70 à? Vâng ạ. Khăn này quàng như nào? Em quàng cho chị xem đi. À dạ vâng ạ. Cái khăn này thì mình sẽ gấp nhỏ như thế này chị ạ. Ừ. Sau đó thì chị cần choàng lên người thôi ạ. Đấy, mình chỉ cần choàng lên như thế này là đẹp rồi đấy chị ạ. Đây, chị xem ạ. Ừ, chị thấy cũng đẹp đấy. Vâng, ngoài ra thì khăn lụa vuông này bọn em sẽ tặng kèm một cái khuy cài như thế này. Thì chị chỉ cần xỏ khăn vào trong khuy thôi ạ. Ừ, nhưng mà hoa sen này chị thấy hơi to. Có hoa khác nhỏ hơn mà màu vàng như này không? Dạ, khăn màu vàng thì em còn có các mẫu như là hoa giấy, hoa lavender hoặc là hoa kim ngân đấy chị ạ. Ừ, như kim ngân với lavender này là vừa này. Vâng, hoa nào thì thích hợp tặng sếp hơn nhở? Dạ, em thấy cả hai họa tiết đấy đều sang trọng ấy chị ạ. Nhưng mà hoa lavender thì sẽ mang cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái hoa kim ngân này thì sẽ tỏa lên một cái khí chất là quý phái và thịnh vượng. Với cả đấy, trong phong thủy thì cái hoa kim ngân này còn có ý nghĩa là thu hút tài lộc đấy. Thế à, công nhận kim ngân trao báu, nghe đã thấy giàu rồi. Vâng, chị thấy khí chất của sếp mình hợp với vẻ đẹp nào thì chị cứ chọn mẫu đấy ạ. Ừ, thế thì chị lấy hoa kim ngân này đi. Vâng ạ. À, mà set này là khăn quàng với khăn gì đấy? Khăn tay à? À không ạ, cái đấy là khăn lụa vuông size 50-50 chị ạ. Nó sẽ quàng nhỏ trên cổ giống như cái em đang dùng đấy ạ. Ồ, khăn này bao tiền đấy? Dạ, khăn lụa vuông size 50-50 này giá là 250.000 ạ. Có màu vàng không? Em có đây chị ạ. Đây, màu vàng đây chị ạ. Ừ, chị mua hai cái có được giảm giá không? Dạ, bên em có chiết khấu theo hóa đơn chị ạ. Đơn từ 2 triệu thì sẽ được giảm 5% ạ. Thế là không được giảm à? Giảm đi, lần sau chị quay lại chị mua nữa. Dạ không được đâu ạ, cái này là giá tốt nhất của bên em rồi đấy. Thôi, hai cái khăn giá 1 triệu nhá. Chị ơi, cái này là chính sách giá của công ty rồi ấy, không mặc cả được ạ. Thôi, thế lấy chị cái khăn kia đi. À vâng, vậy chị có lấy cái khăn 50-50 nữa không ạ? Không, chị chỉ lấy một cái đấy thôi. Tưởng được giảm thì chị dáng lấy thêm, không chứ không thì thôi. Vâng, vậy chị đợi một chút để em bảo các bạn kho xếp rồi mang ra chị ạ. Ừ,